Rồi uh, chào mọi người nha Ai uh, có nhu cầu theo dõi cái kênh của em thì uh, em có cái cặp qua 350 này Em nói là nói chung là đáng mua Đáng mua chứ không phải là không đáng nha mọi người thứ nhất là em nói là những con qua đẹp ấy Thì uh, giá của nó đẹp như thế này Nước sơn đẹp như thế này đây. Thì giá của nó khá là cao Nhưng mà hai con này về thì em kéo nó cứng Kéo nó cứng nha kéo kéo nó cứng thì mình không biết nguyên nhân nên là không dám kéo thêm là em mở bô để em xem nghe kỹ tình trạng từng con rồi mới quyết định mua nha video này em bán là em bán một cặp này luôn nha hai con 350 một con 350 uh, tem đen và một con 350 tem đỏ nha đầu tiên là con tem đen này con tem đen này thì nó có cái uh, này nó có cái chế đi theo nhưng mà cái con này bị tháo mất cái cổ xanh rồi bị tháo mất cái cổ xanh rồi nha cổ cổ chế về mua ừ. nó cũng không có cái nắp trên nha nó không có nắp trên nắp trên nó có bán mới nên mọi người mua mới nha đó. không có cái nắp gió chỉ có cái chế gì thôi à. này là e ha à. cái chế gì thôi đó thì cái con này đây quay đây cục lửa rồi vẫn con nha mọi người không phải là nó mất lửa đâu đẹp nói chung là đẹp nha cái thứ hai nữa là cái con này mọi người để cái này nè hai bên này nè là hai cái cục hai cái cục này nè hai cái cục cao su nó giữ cái tay này cho nó khỏi lắc ấy. thì nó bị mất rồi nha nghe kỹ nha Đây. cái ốp uh, lam đây Ấp làm con này đây đây nha ấp vào đây đó rồi về cái khi mà kéo cứng thì sao mọi người em sẽ mở bê tông đây mọi người xem bê tông đó này riêng cái con này nha riêng cái con này thì cái bê tông nó nhiều mới luôn Riêng riêng con này mọi người thấy bê tông đó này đó như mới luôn nha mà không biết cứng vì sao cái lóc máy nó cũng rất là đẹp ha không biết cứng là cơ, vì sao chắc để lâu hay sao đó. rồi à, đây của con này đây cái nắp này luôn bể rồi nó bể cái nắp này rồi đó. rồi cái con này con này thì nó có cái bộ làm xích trượt này đó. làm xin qua nó xích con dày luôn nha làm này của nó bô nó đây nha bô nó đây đó. Cô ở đây đó. này là một con nha rồi con thứ hai ba năm mươi con này nó sơn sao mà nó đẹp mọi người nhức nhất nách luôn á mặt tiền rất đẹp nhưng đây đặc điểm em nói đây cái con này nó bị thiếu cái nắp nhớt thiếu cái nắp nhớt và cái cái tay chỗ này này cái tay dưới này nó bể rồi tay dưới này bể rồi thì nó không liên quan đến cái lóc máy nha mọi người nó không liên quan đến cái lóc máy nên là cái tay cái miếng này mọi người có thể mua riêng để về lắp nha ha. miếng phía bên chụp giật á con này nước sơn đẹp mà nó bể uống thiếu cái nắp nhớ con này đời cao à, con này thì nó không có cái chế nha mọi người Đó, bị tháo mất chế nhưng mà được một cái là con này nó còn cái cổ sen ha con này nó còn cái cổ xanh thì lấy cái cổ xanh này gắn qua cổ xanh này dọn con này lên trước con này nó đẹp piston tông đẹp cực kỳ à, rồi lấy cái này lấy hai cái miếng cao su này bỏ qua cái tay này để cho nó giữ lại nói chung là dọn cái con này cho xong à, này dây lửa đâu cục lửa đâu còn mấy con này nó không chết lửa đâu nha mọi người đó lóc máy này này thấy rất đẹp đấy còn piston tông em nói là riêng cái bít tông này là còn ok nha mọi người này một tí khối bô thôi bít tông này ok thì em nghĩ hai cái bộ hơi này đều ok nha đều sống nha đó. hai bộ hơi đều sống bô của nó đây ok này nó không có làm xích gì hết nha đây up làm rồi đây nói chung là mọi thứ nó đều mọi thứ khác nó đều còn đó. nói chung hai con đều dọn lên được ấy mọi người hai con đều dọn lên được nha hai con đều dọn lên được. điều với con này thì nó chỉ có một cái đặc điểm là đây cái tay phía dưới đấy nó bị bể một tí em nói này chuông đồ đầy đủ nha mọi người. Okay. Đó nó chỉ có một cái bộ làm xích thôi. Đó. nếu như cái con này ấy mọi người thay cái cái này thì để dùng vẫn được mà mọi người thay cái ốp này ấy, thay cái ốp bên này đi. Ấy. Cái này phần này là phần lóc máy, còn phần này là ốp mở ốc ra thay ốp Thì cái ốp này mà thay xong con này đẹp cực kỳ luôn Con này nước sơn cũng rất là đẹp Rất đẹp Rồi Em không có, em vào đây là có sao mà bán vậy, về sao mà bán vậy luôn, thực tế nói thực tế luôn Nha Đó hai con này thì chắc chắn giòn lên được hai con vấn đề là nó thiếu đồ thì mình mua thôi này là thiếu chế thiếu cái nắp e gió con này thì thiếu mấy cái cục cao su vậy thôi nó không phải là thiếu nặng đâu đây mấy cái này kiếm được rồi cái cặp này em để cho mọi người ba triệu rưỡi nha ha hai con này em để cho mọi người ba triệu rưỡi ha. nói chung là bằng giá một con máy rồi đó một con ba năm mươi đó còn lại không mình dọn lên một con chắc chắn hai con này là dọn lên được hai con nha về mua thêm chế chế này, này là chế thông dụng chế này là chế thông dụng nha chế 350 này 346 đồ là nó chung nên là thông dụng nó mua thêm cái một cái cổ xanh nữa một cái cổ chế nữa cổ xanh nữa là quốc thôi dọn lên thôi rồi nghe kỹ nha mọi người và em không ship COD nha cái này là em không ship COD À, mua chuyển khoản hết tiền hàng và số tài khoản phần mô tả giúp cho em nha rồi chào mọi người nhé à, cái 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 phần cái miếng này nè mọi người à, cái miếng này là có nha mọi người cái miếng miếng sắt mà nó ốp cái miếng sắt mà nó ốp vào trong cái ốp lam này là có nha hai miếng đều có hai miếng nha chuông đồ còn rất là đẹp rồi rồi chào mọi người nhé